Hello mọi người, thì lại là Tem của Tuấn Ngọc Bắp đó nha mọi người nha. Thì ngày hôm nay theo những comment của bạn của là comment là gia đình mình á ăn thử thách ăn mì cay đi mọi người. Thì nay ngày hôm nay gia đình em ăn thử thách mì cay, một tô mì này có giá là 7 cái ớt cho mọi người nha. Rất là cay luôn đó. Cái thử thách ngày hôm nay là em bà má và các bạn ở đây sẽ ăn hết một tô mì này trong vòng 3 phút đồng hồ. Đó, bạn nào ăn hết tô mì trong vòng 3 phút đồng hồ thì đây giải thưởng sẽ là 500k. Trời ơi, tao nói quá im luôn. Quá ngon lắm. 500k luôn. Má phải dành nha má. 500k nha mọi người. Má ăn được không? Má ăn. Ăn được, ăn được nhầm nhỏ. Được, phải dành 500k. Ăn được không? Phải được chứ. Trong tem là ai cũng khẳng định là ăn được như mọi người đó. Còn chưa, cái đó là cái hình cái và thưởng thôi. Còn nếu mà ai ăn không hết được đó nha thì đây để sẽ bị hình phạt là hắt nước lên đầu nha mọi người, đổ nước lên đầu nha mọi người nha. Thì đó, mọi người sẽ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bấm giờ nha mọi người. Gã ăn hết lấy 500 ngàn chiều nay mua thùng mì khác nha mọi người. Mua thùng mì ống kia. Mua thùng mì ăn tiếp. Đây là đồng hồ em bấm giờ nha mọi người nha. Có một bạn trong tem rồi, bạn nào ăn thì bạn kia ở còn lại sẽ bấm giờ nha mọi người nha. Đây, ăn, đồng hồ. Ăn từng người hết ta? Ăn từng người chứ, bây giờ mình ai sẽ người ăn trước đây ta? Mình má đi. Thôi, bốc, thôi má dài đi. Thôi má, sầm má, sầm má. Để cho má ăn sau đi. Tôi sầm đi. 2, 3, gì gì? Sầm 3, 3. Cái gì trắng đen, trắng đen. Trắng đen, trắng đen, hiểu trắng đen không? Trắng đen, sen nổ cay. Bom. Hai trắng ra ngoài, hai trắng ra ngoài. Ba đen, ba đen. Hai. Ồ ồ là là. Ồ ồ là. À, ăn đi bạn. Vừa đầu tiên sẽ là bé Bích cho mọi người đây, nước ra, nước ra. Bé Bích của chúng ta đã ăn rồi. Bé Bích của chúng ta rồi. Ăn rồi. Wow. Bước vô là lẹ đi nè, lẹ luôn. Bước này, bước vô. Luôn, ngồi trong đó luôn. Ngồi trong đó luôn. Đúng rồi, phải ăn ăn trong thao cho nó hài hước chứ. Ngồi trong thao. Ngồi trong cái thao coi. Ngồi. Đó. Nè bấm giờ nha mọi người, bấm giờ nha. Chuẩn bị nha mọi người nha. Chờ 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 để anh khui cái chai đường ớt kìa. Rồi rồi, ok nha. Mọi người ơi, mọi người này bé Bích à. Trời ơi. Cái gì vậy? Chưa ăn nữa. Giờ đây chưa ăn nữa là ho sặc rồi mọi người. Chưa ăn sặc. Má là đứng ngoài đó chi vậy? Ba thứ quỷ này nè. Vô đây nè, vô đây nè. Mình chuẩn bị cái nước sẵn đi, nước đó em lại, không chưa? Chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. 3 phút thôi nha bé ơi, 3 phút thôi nha, không có thời gian đâu, cho bé chần chừ đâu. Ăn đi bé ơi. Nước hơi bị lạnh nha mọi người. Ăn đi, ăn uống nước vô nè. À. Lẹ đi, 3 phút nha, 3 phút cái cạch là xong xuôi nha. Ngon mà bé. Ngon mà, ăn vô. Cổ lên, cổ lên, cổ lên, hấp ăn hết luôn luôn nha. Hấp hấp nước rồi vô luôn nha. cổ lên thôi, bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc đi, đừng cố gắng gượng, đừng cố gắng gượng, hiểu không? Cái đồ quỷ này không có gì đâu. Đừng cố gắng gượng ăn hết con tôm nha. Cổ lên. Đừng cố gắng gượng nè, 3 phút chưa, 3 phút chưa. Cổ lên, chưa. Chưa được 1 phút nha mọi người, mới 42 giây à. Cái cảm giác này, ôi cô sông quê, cô sông quê. Mới 42 giây mà cô ta đã ăn hết 2 đũa nha mọi người. 2 đũa đây, cái đây mới được kêu lại á. 2 đũa nha. 42 giây hả? 55 giây rồi. Không đủ nước, không đủ nước. Ăn xong mới uống, trời ơi, đâu có đủ nước đâu bé. Đâu có dễ dàng vậy. Bé hư lắm nha. Mọi người ơi, ăn cơm nè mọi người ơi. Không có thời gian đâu ăn cơm. 1 phút rồi kìa, còn chỉ còn 2 phút cuối cùng thôi đó. À. Chúc mừng. Còn 2 phút ba cái gì? Ờ hai ăn 2 phút mà cố lên 3 phút rồi, 3 phút có 2 phút rồi. 2 phút rồi đó. Nhanh lên húp nước nghe bé ơi, ăn hết nghe bé ơi. Trời ơi, cảm giác thật là. Cứ từ từ nha. Vui vẻ. Bắt sư môn vui vẻ. Cố lên cái gì đã cắn dính cái gì vậy? Cắn dính cái gì vậy? Cắn chết rồi. Tao nói cuộc đời, tao nói mỗi người là mà cắn cái gì không cắn nó cắn chết cay lắm mọi người, em thiệt bà má đâu rồi. Đây đây, má đây, má đây. Nãy giờ má nhăn mặt, má giờ nhăn mặt luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên mọi người ơi. Một tô mì này đổi 500 ngàn, thấy nuốt không trôi. Không sao, nhưng mà con gắng ăn để con mua thêm 2 thùng mì. Nếu được 2 thùng mì rồi đó má. Em gắng ăn để... Thôi, đừng cố gắng. Mình đừng có gắng, bà hiểu không? Mình đừng cố gắng. Ăn này cho lũng cái bao tử mày luôn. Má là đừng có gắng. Đã 2 phút trôi qua cho anh này nha mọi người nha. Còn 1 phút cuối cùng nha. Bé Bích đang khóc nha mọi người nha. Bé Bích đang khóc nha. Ăn mì gian nước mắt nha mọi người. Cái này là gọi là gọi xương các bạn, là chén cơm gian mắt đúng không má? Cậu này là mì gói chan nước mắt nha mọi người. Bây giờ, mấy phút rồi? Bây giờ 2 phút cho qua rồi mọi người ơi. 2 phút cho qua rồi, Bích còn ăn còn được à, mì còn nghe mì nha mọi người nha. Vẫn cái còn này ăn được. Là tiền chan nước mắt. Tại vì tiền cố lên. Cố lên. Nước mắt. Cố lên.
cố lên ớt quá ngon quá, cố lên. Trời ơi, 2 phút rưỡi rồi. 2 phút 39 rồi, 40 rồi. Cố lên. Còn một con tôm. Còn hai con tôm. Hai con tôm chết rồi. Chết rồi, còn chưa hấp được miếng nước nào hết. Mấy rồi, chưa. Năm tám rồi. 5, 9, 60 rồi cắt. Dừng nha mọi người nha. Bé Bích ơi, sau khi em có ăn cẩm nhà, cảm nhận thế nào Bích? Cảm thấy nó ngon hả? Cái gì vậy, thấy ghê vậy, đem em gắt nè. Cảm thấy Bích ăn hết rồi. Bích đã nhãn ở tại chỗ cho mọi người nha. Bé Bích còn đây một con tôm. Trời ơi, ớt là cái hình là 3 phút 7 giây mà ngửi Bích đã thua rồi. Thì hình phạt cho Bé Bích ngày hôm nay. Nước đâu? Bỏ vô bữa ta. Mọi người ơi, mình cho là đường cộng em thấy mà. cố lên. Rồi xong chưa? Uống gà là bắt đầu hình phạt cái Bích ngày hôm nay. Nước. Chuẩn bị ngồi yên đó bé ơi, ngồi yên đó. Ưa cái gì mà ưa. Chuẩn bị hình phạt như cái nhà nha. Rồi. Đây xích qua. Qua camera kìa, quay ngược lại camera luôn. Mọi người thấy kìa. Đó nè, chuẩn bị mọi người hình phạt rất là nhỏ nhẹ. Đó. Ấy, coi chừng. Ở nhà giữa đi giữa. Ôi cay vô mắt luôn rồi. Anh chị. Không có đúng không? Đâu có đâu, nước đâu có cay đâu. Nó đâu có cay. Cay em. Cay nó bự. Đừng có dính nó rồi, tiếp thêm ca nữa. Ừ, màu cao mà. 2 ca. Đừng có dính cái tay vô. Lẹ lẹ lên nè. Trời ơi. Chúc mừng mẹ Bích. Chúc mừng mẹ Bích là người vô cùng đầu tiên. Chúc mừng Bích đã không qua được thử thách. Em đi ra ngoài em đi. Tiếp tục còn 3, 4, 4 người, 4 người. Bà má ăn sau cùng, cho bà má sau cùng đi. Không xong. Alo, trời trời nhắn chóng mặt quá mọi người ơi. Alo, bớt chóng mặt đi mẹ. Có mọi người ơi, chờ đây mọi người. Bích bấm giờ đi Bích. Mình sẽ vô thao rồi nha mọi người nha. Thì cảm giác mấy Bích đang hơi có mỡ mít nha mọi người nha. Mình đã vô thao rồi nha cả nhà nha. Bích đang sưng mỡ. Cái tài đã vào vị trí vào thao. Đã bắt đầu sẽ ăn một tô mì. Chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa, bắt đầu chuẩn bị chưa. Những con vẫn chớp. Ai nhanh chuẩn bị chơi nha. Mọi người ơi, càng ngày càng cay mọi người ơi, nãy ăn không cay. Và chúng ta sẽ mang tính chất công bằng. Chết rồi, sau này gao quá trời gao với trời ơi, trời chết rồi. Rồi chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Cái này chứa mày ngồi. Đúng rồi đó. Dù có thua thì cũng ngon mày. Và những giây đã trôi qua. Dù có thua. Lẹ lên đây con tương rồi đó. Tạ là gan. Những giây đầu đã trôi qua. 1 phút đã trôi qua. Cố lên. Tài ơi, cố lên. Thầy ở nhà nè. Mọi người ơi, ăn xong tô mì này không cần đi tiêm mỏ, tiêm mỡ nha. Mỏ vậy. Mỏ đỏ sẵn luôn. Rồi, cố lên. Rồi, 1 phút 30 giây đã trôi qua. Ông ổn rồi. Ôi, trời. Và bạn Tài đã chưa ăn được miếng mì nào. Chỉ ăn được miếng tôm. Sao mấy này mỏ như cái hang động vậy. Cái Tài mới đầu mỏ nhỏ ăn tôm tôm mì, cái Tài mỏ cũng ra mỏ nhỏ. Đúng rồi má. Tài nhà mình như cái hang động nha, Tài nhà mình ăn được. Cố lên. Mấy trái ớt còn nhai được mà. Cố lên. Ờ, cố lên em ơi, mấy bao nhiêu giây rồi? 1 phút. 1 phút rồi mọi người nha. Cố lên, 500 ngàn, cố lên. Trời ơi, hay quá, tay gần hết nha mọi người nha. Mà hay quá, Tài ơi, cay không em? Cay không á? Mới mắt lưng chậm rồi. Cố lên, anh thương quá Tài ơi, chị 500 ngàn mà em thiệt chứ. Em cố gắng quá, bao nhiêu giây rồi? 1 phút gửi nha mọi người nha, 1 phút rưỡi đã trôi qua thì bé Tài đang ăn mì nha mọi người. Đó. Cái gì vậy? Cái gì căng thẳng vậy? Nhai chúng miếng ớt rồi. Đã nhai chúng miếng ớt rồi nha mọi người. Nhớ trận trắng mắt luôn. Không có gì căng thẳng cho em à. Nãy kia em đừng tha son, em chịu. Để ra môi mỏ đỏ sẵn luôn. Không tha son cho kia dở môi đỏ thêm kìa. Môi đỏ một ớt. Hay quá, Tài gần xong rồi mọi người nha. Tài ăn gì? Tài gung gì? Tài bình tĩnh đâu, Tài gung lắm rồi đó. Đừng gung nữa. Để Tài hay quá mọi người ơi, trong vòng 2 phút đồng hồ. Để Tài ăn hết gói mì mọi người nha. 2 phút rồi nha mọi người. Đó. Và mỏ bé Bích đang to dần nha mọi người. Đang mỏ Bích như là mỏ mới mới vừa đi tiêm xong vậy đó.
Hay quá em ơi, còn nước, em ơi còn nước nghe, húp hết nè mấy yêu nha. Hết rồi kìa. Còn nước, còn nước, còn nước, còn nước. Trời hay quá em ơi, hay quá em ơi. Ô húp. Rọt rọt. Ủa một cái. Hai cái. Không hết được đâu trời ơi. Okay. Ô. Cố lên, 26 giây. Cố lên. Cố lên. Ồ, oh, một miếng thôi. Wow. Đưa cái tô lên. Tài đã hoàn thành nhiệm vụ. Ủa alo. Hết trơn luôn rồi hả? Không còn miếng nào. 2 phút 39 giây nha mọi người. Trời ơi vậy. Hoàn thành xuất sắc 2 phút 39 giây. Giờ má nói gì nè. Có anh Tài 500 à. Tài nó chiến thắng rồi. Má khỏi. Không, đâu có còn bao nhiêu tài 500 nữa mà. Bố, thắng rồi. Chúc mừng bé Tài nha mọi người ơi. 500 ngàn nó thuộc về bé Tài. Ủa, xuất sắc có nữ hoàng ăn cay. Mọi người hết đầu tiên nha mọi người. Tụi em yên thống nha mọi người nha. Thì hiện tiếp theo thì bé Thống nhà mình đã đạt giải. Thống sẽ bắt đầu nha mọi người. Ly mì vàng. Bá đầu quỷ này. Ê, sao? Nói mình ăn tô này chưa? Mình phải ăn tô này. Tô này nó không biết. Đúng rồi. Đúng giờ, chưa? Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Không. Chưa. Rồi. Gì ba đợi. Ăn, ăn tôm trước đi. Ăn mì ăn trước. Rồi, có ăn sao nổi trời. Ăn tôm trước đi. Rồi. Ngon rồi. Thôi thì cố gắng gượng nè. Thua đi không có sao hết. Nha. Không có sao hết. Thôi, thôi. Ê. Cá đừng có gượng, bé Thống đang khóc nha mọi người nha. Không nổi mình nghỉ nha. Mình ăn không nổi cho mình nghỉ nha. Không ai ép thuộc đó. Hà là bị ướt đi. Mọi người ơi, cay vẫn chưa hết nha mọi người. Thì bây giờ hiện tại là 1 phút rồi nha mọi người nha. 1 phút thì bé Thống đang bé Thống đang ưa hoài. Không nổi mình ăn 2 thao nước được rồi. Không có gì hết, đừng cố gắng gượng nè Thống ơi. Ta nói mới ăn mấy muỗng đầu là khóc luôn mọi người. Nhưng mà không giờ mình ăn mấy con cơm. 1 phút đã trôi qua nha mọi người. Lột quá quá. Bỏ lỡ. Bỏ giờ này còn lột cơm nữa. Bỏ lỡ cả nhà rồi lột giỏ ăn. Quên quên 3 phút à. Ờ. Má bà má trốn đâu vừa má. Ở sau lưng con ơi. Bà má, bây giờ nói chung là bà má có thể là bà má ăn được không? Bà má ổn không? Không, chịu thua. Bỏ cuộc. Bỏ cuộc gì chứ ăn bỏ cuộc gì? Bỏ cuộc rồi. Nãy nói là ba thứ này nhầm nhỏ gì má lo được. Trời ơi. Đợi không anh không đợi mình đừng chơi nha. Cố lên. Cố gắng lên mẹ Thống ơi, không có gì hết. Còn 1 phút rưỡi nữa mà, nãy bé Tài ăn trong vòng 2 phút 39 giây là cương không làm được điều đó. Đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên nè. Ba đồ quỷ nè, không có gì vậy. Đúng rồi. Dài đâu. Sức đàn ông đâu. Cố lên. Trời ơi, quá trời luôn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ăn cố lên em, cố lên. Thôi 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 nè, gán đi. Nếu gán đi. Cố được bỏ cuộc đi con ơi. Không có đồ mình bỏ cuộc ăn 2 thao nước nha. Đơn giản là chết rồi, ho quá mọi người ơi. Gán đi má thương. Bạn ăn hết tôm đi cái mọi người, nó cay quá cay rồi. Ban đầu má thấy 500 ngàn má cũng khoái kêu con gán, bây giờ không được thôi, con đừng có xỉu ngang nha. Đừng có xỉu ngang thôi, bỏ cuộc đi con ơi. Vì 500 ngàn mà xỉu kỳ lắm mới Thống nha. 2 phút 23 giây, 2 phút 24 giây Thống ơi, còn 30 giây nữa thôi. Ổn không em? Quá trời quá vậy. Chết rồi này, chắc 32, ăn nước quá mọi 33, người 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49. Miss Ren mặc Kim Thống có vượt qua được thử thách ngày hôm nay không? Ơi. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hết kết. Vừa lòng em đó. Bé Thống nhà mình cho mấy nước. Bé Thống nhà mình vẫn còn được như đây nha mọi người nha. Nó kia. Cái con nó mẹ tạo áp lực ghê gớm thiệt chứ trời, công nhận nó giống quỷ nó ghê thiệt luôn hả bà ngoại bà điếm như đúng rồi vậy trời. Bà điếm nó tạo áp lực cho người ta đang tạo áp lực không cái gì tăng được. Tại nó thua rồi. Đúng rồi, mình phải tạo cái hơi. Thua nhưng mà không sao nha mọi người, mình ăn được 3-4 con tôm. Nè mọi người, mình ưa câu nào. Gọi đầu đi, đầu hôi chua, chua le nó mọi người. Là một mên nha mọi người nha, còn mên nữa mới đủ nha cả nhà. Chúc mừng em, chúc mừng em. Mát thật sự mọi người à.
Ăn cay. Cay rồi giờ cho nước lên nó trời cho mát thật sự cả nhà ơi. Đó. Đó, êm cả nhà nha. Bé Thống nhà mình cả như là ăn cơm một tô mì mà bé Thống đã thua hai ly. Trời ơi, đã ăn mùi mà bé Thống nó không dẫn lời. Tiếp theo thì anh Tuấn sẽ Tuấn sẽ vô nha mọi người nha. Tuấn này có mỏ người dẫn gì nữa. Để cho Thống xuống nước cái. Để cho em ăn một lần nữa thôi. Ăn một lần cuối cùng. Rồi ta sẽ gửi xa. Cay đó mặn luôn kìa. Nói nghe nè, cho Tuấn suy nghĩ lại, Tuấn không ăn được không? Không nghe, phải ăn được nha. Rồi nghe hai tôi đang chọn tôi nào? Nói chung là Tuấn là trưởng. Nó có đụng hết trong tay. Tay con này. Nói chung là Tuấn là trưởng nhóm cho nên là ưu tiên cho Tuấn ăn 5 phút được không? Không được. Ủa? Nha. Ưu tiên nha, trưởng nhóm đây nên là 1 phút rưỡi là phải mới đúng. Đâu ra mày. Đâu ra mày trưởng nhóm mà 1 3 đâu 1 phút rưỡi mày biến thái rồi mày. 3 phút không đi. Không mọi người. Bên nè mọi người, anh thì ớt số nữa nghe mọi người nọ. Rồi, bắt đầu chưa? Chuẩn bị. Sao càng ngày càng nở gì má? 2 3 bắt đầu. Cố lên. Bình thường tụi em thì 3 phút đúng không? À, còn này trưởng nhóm dẫn 3 phút nhưng mà 3 ca nước, thua là 3 ca nước mọi người. Ta 2 ca mà ổng 3 ca. Cố lên. Mấy phút rồi. Trời ơi cay quá. Cố lên. Ô 2 phút rưỡi nha mọi người. Cố lên. Mới ăn mới đầu đã 2 phút rưỡi rồi. Cố lên. Lạnh quá. Lạnh quá ơi. Trời ơi, ngon quá mà đúng không? Trời ơi. Trời ơi, sốc sát. Đây mà mọi người tạo áp lực giống nãy, điếm giống nãy mọi người như đúng vậy rồi. Mà im đi. Nghe bà. Tức là không ai nói gì luôn á. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4, 8, 4, 9, 5, 10. 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, bây giờ hết nước chai rồi. Bây giờ người cuối cùng là phải uống nước này mới được. Cái gì ạ? Trưởng nhóm vậy? Sao vậy? Bỏ cuộc. Cái gì ạ? Wow. Một người đã bỏ cuộc nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ từ ơi. Mọi người ơi, bây giờ là hồi nãy là mình 2 ca đúng không? Bây giờ còn nhiều đây là anh Tuấn nhận hết luôn, còn nữa không? Cho em xin lời phát ngôn của anh sau khi anh ăn hết tô mì. Chưa cái, hết. Cay quá cay rồi. Thấy hết là thấy sợ. Mọi người nhìn kỹ nha, mỏ bắt đầu dẫn rồi nha mọi người, mỏ hồng hồng mình nha. Mỏ không cần chảy tô sơn nha mọi người. Cay quá cay rồi. Uống đi. Nước đi, nước uống rồi có nước lê luôn. Xong chưa? Rồi từ cho anh chị thời gian chuẩn bị được không? xong chưa chuẩn bị xong chưa. từ từ nè chúng ta phải tắm cùng nhau nó mới vui chứ. Trời ơi nó quá cay rồi. Từ từ còn má mà nó cay quá, đừng kéo thời gian nè sếp ơi. Rồi chuẩn bị em ăn trình diễn rồi, đầu đi đầu hơi chua chua lè
Tạo quá cả nhà. Trời má ơi, nó vừa cay vừa lạnh đó má ơi. Rồi đầu đi, đầu hơi chua, chua lè, chua lè. Vui sao mà vui, mai này mình chối 3K. Rồi im đi. 3K. Lỡ tắm là tắm 1K nữa nha. Bây giờ đang nóng mà ăn hết, đang nóng xói gì nhiều đi. Rồi. Mấy này hát này nó trừ lương hết. Rồi. Không phải là chưa ướt nè. Chưa ướt hả? Chưa ướt, thêm 3 nữa cho ướt. Ở đây chưa ướt nè. Đó, ở đây chưa ướt. Quay, cái này ăn gian quá mọi người ơi. Quay. Rồi 4K rưỡi nha mọi người. 4K rưỡi mọi người à. Thì mấy đứa này là cốt nè. Nói chung là bây giờ đây còn là... mấy đứa nhìn má mày nè. Thì đây là một người mẹ Việt Nam anh hùng nha mọi người ơi, bà Xuân Phong ăn hết một tô mì còn lại kiếm 7 chiếc ớt nha mọi người ơi, ghê quá. Được không má, ổn không? Được, nhìn nè. Chưa, người ta chưa bắt đầu, đang nói, ta đang không dám xíu hả? Chưa, có hồi ý không? Không, má ăn hết. Quyết tâm lấy 500 ngàn. Đúng rồi. Trời thấy ghê quá. Ờ, má quyết tâm lấy 500 ngàn hôm nay nha mọi người nha. Mấy đứa nhìn má ăn nè nha. Đồ, nãy giờ mới có một người giật giả nha mọi người. 2, 3, bắt đầu. Chưa, tương ớt. Hết luôn nha mọi người. Được không hả? Được rồi. Rồi nè mọi người hãy chuẩn bị nha mọi người nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Hay quá má ơi, cố lên má ơi. Kìa đúng má ơi. Má ơi, muốn lên máu rồi. Gì vậy, nhiều gì vậy má? Vậy mới thì mới muốn lên máu rồi má. Má giải 500 mà. Cố lên má, dành gỗ lên. Giải 500 ngàn mà. Cố lên. Ủa. Ổn không? Ăn nữa không? Không. Đó là bắt cái hả? Trời ơi, tôi tưởng nó làm cái gì mà. Trời ơi, trời, tưởng đâu. Tôi vô dây. Giải chứ. Mà không ngờ ăn được mấy muỗng mà lên máu rồi mọi người ơi. Thấy 500 ngàn sáng mắt để vô cái nó quéo lưỡi. Có na 37 giây là má đã bỏ cuộc rồi mọi người ơi. 37 giây mọi người nha. Thì giờ nói chung là trong tem ngày hôm nay thì có duy nhất là có bạn Tài nó nhận được 500 ngàn nè, bạn không bị ướt cho mọi người. Còn ai mình với bất ngờ má mà cũng lớn tuổi rồi, thông cảm cho mọi người là không ăn được hoặc là không xói nước được. Rồi má mọi người thông cảm nghe mọi người nha. Đó thì bạn Tài chúc mừng, bạn Tài đã nhận được giải 500 ngàn. Rồi tạm nữa ơi. Thì nói chung là tem tuẩn của bắp thì đến đây là kết thúc nha mọi người nha. Thì bạn muốn tuẩn gia đình tuẩn thử thách cái vấn đề gì thì vấn đề làm cái gì thì mọi người cứ comment bên dưới. Và cảm ơn mọi người nhớ bật chuông thông báo và nhắn vào đăng ký kênh ủng hộ gia đình nhà tuẩn nha. I love you cả nhà. Mọi người nhớ subscribe nha. Bye bye cả nhà. Lạnh quá má ơi.